Động đất lớn vì cớ sao? Ví như hư không vô biên, gió cũng vô biên. Mọi sự sanh nuôi thành bại đều do nơi gió. Thế của gió lớn dồn nát các núi bằng ngàn đại thiên thế giới. Vì vậy Phật dạy muốn lấy một ngón tay ngăn sức gió kia nên học bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì thật tướng bát nhã ba la mật vô lượng vô biên làm cho sức ngón tay mạnh như vậy. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát muốn ngồi kết già phù một chỗ mà biến khắp hư không trong ba ngàn đại thiên thế giới nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi: Bồ Tát vì nhân duyên gì nên ngồi kết già phu như vậy? Đáp: Vì Phạm Thiên Vương chủ của ba ngàn thế giới sanh tâm tà kiến cho mình là lớn, thấy Bồ Tát ngồi kết già phu biến khắp hư không, thời dứt tâm kiêu mạn ấy, lại trong lực thần thông phương tiện khéo léo nên một có thể làm nhiều, nhiều làm một, nhỏ làm lớn, lớn làm nhỏ, cũng muốn thị hiện việc hy hữu khó có, nên ngồi khắp hư không, cũng vì ngăn các quỷ thần long vương náo loạn chúng sanh nên ngồi khắp hư không làm cho chúng sanh an ổn. Như anh em long vương nan đà bà nan đà muốn phá thánh xà xá bà đề mưa xuống các binh khí rắn độc, khi ấy mục viên ngồi thẳng khắp hư không biến các vật độc hại thành hoa hương anh lạc. Vì vậy nên nói Bồ Tát Ma Ha Tát muốn ngồi kiết già phu một chỗ mà biến khắp hư không trong ba ngàn đại thiên thế giới nên học bát nhã ba la mật. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát muốn lấy một sợi lông cất các núi tu di trong ba ngàn đại thiên thế giới ném qua vô lượng vô số thế giới Phật ở phương khác mà không quấy nhiễu chúng sanh nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi: Bồ Tát cớ sao cất núi tu di và các núi ném qua vô lượng thế giới ở phương khác? Đáp: Không hẳn có cất lên, đây chỉ nói rõ lực của Bồ Tát có thể cất lên vậy thôi. Lại nữa, các Bồ Tát vì biết Phật sẽ thuyết pháp nên trang nghiêm ba ngàn đại thiên thế giới, dẹp trừ các núi làm cho đất bằng phẳng như trong kinh Pháp Hoa nói. Phật muốn nhóm các hóa Phật nên trước tiên sửa bằng đại địa, cũng muốn hiện ra việc hy hữu để cho chúng sanh thấy. Vì cớ sao? Vì một núi tu di cao 84.000 do tuần, nếu cất lên một núi đã là hy hữu, huống gì cất lên trăm ức núi tu di trong ba ngàn đại thiên thế giới. Nếu lấy một sợi lông cất lên trăm ức núi tu di trong ba ngàn đại thiên thế giới còn khó, huống gì lấy đầu một sợi lông ném trăm ức núi tu di qua vô lượng vô số thế giới. Chúng sanh thấy việc hy hữu của Bồ Tát đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, suy nghĩ rằng Bồ Tát ấy chưa thành Phật đạo mà thần lực còn như vậy, huống gì thành Phật. Vì vậy nên nói như thế, kinh muốn đem một phần ăn cúng dường khắp chư Phật và tăng số như các sông Hằng ở mỗi phương trong 10 phương thế giới nên học bát nhã ba la mật. Muốn đem một chiếc áo hương hoa anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, đèn đuốc, tràng phan, lọng hoa cúng dường chư Phật và tăng nên học bát nhã ba la mật. Hỏi: Bồ Tát dùng một phần ăn cúng dường một đức Phật và tăng còn là một việc khó, huống gì chư Phật và tăng nhiều như các sông Hằng trong 10 phương? Đáp: Công đức cúng dường ở tâm không sự, không ở sự. Nếu Bồ Tát dùng một phần ăn với đại tâm là cúng dường khắp 10 phương chư Phật và tăng cũng không vì xa gần làm ngăn ngại, cho nên chư Phật đều thấy đều thọ nhận. Hỏi: Chư Phật vì có nhất thiết chí nên đều thấy đều thọ nhận, còn tăng không có nhất thiết chí làm sao thấy được, làm sao thọ nhận được? Đáp: Tăng tuy không thấy không biết mà sự cúng dường kia người thí được phước. Ví như có người sai sứ cúng dường người kia tuy không được mà người này đã được phước bố thí. Như từ tâm tam muội đối với chúng sanh tuy không cho gì mà người hành trí tứ tâm được công đức vô lượng. Lại nữa, các Bồ Tát thành tựu vô lượng vô tận công đức nên dùng một phần ăn cúng dường 10 phương chư Phật và tăng thể đều đều mà cũng không hết. Ví như suối vọt nước ra mà không khô kiệt. Như văn thủ thi lỵ dùng một bát đựng hoàn hoan hỷ cúng dường 84.000 tăng thể đều no đủ cũng không hết. Lại nữa, Bồ Tát ở đây dùng một bát đồ ăn cúng dường 10 phương chư Phật, mà trước 10 phương chư Phật đồ ăn uống hiện ra đầy đủ, ví như quỷ thần được đồ ăn vào một miệng mà xuất ra ngàn vạn bội. Lại nữa, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật được vô lượng môn thiền định và vô lượng môn trí tuệ phương tiện, vì vậy nên không việc gì không làm được, vì bát nhã ba la mật vô ngại nên tâm Bồ Tát làm gì cũng vô ngại. Bồ Tát hay cúng dường 10 phương ngàn vạn ức chư Phật và tăng số như các sông Hằng, huống gì như một hàng hà sa cúng y phục hoa hương anh lạc hương bột hương xoa hương đốt
đèn đuốc chẳng pha lọc hoa cũng như vậy. Tình lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn làm cho chúng sanh trong hàng hà sa thế giới ở mỗi phương trong 10 phương đều đầy đủ giới hạnh, tam muội trí tuệ, giải thoát tri kiến, khiến chứng được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, cho đến khiến chứng được vô dư niết bàn, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận nghĩa năm pháp uẩn, giới hy định tuệ, giải thoát tri kiến như trước nói. Quả vị Tu Đà Hoàn có hai: một, Phật nói dứt ba kiết chứng được vô vi, lại như trong A Tỳ Đàm nói dứt 88 kiết chứng được quả vô vi Tu Đà Hoàn. Hai, hạng người tín hành pháp hành chú trong đạo tỷ trí, cũng gọi là đạo loại trí, chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Lại nữa, Tu Đà là dòng tức tám thánh đạo phần, Hoàn Ban Na là vào, vào dòng tám thánh đạo phần, đưa vào Niết Bàn, ấy gọi là bước đầu quán thật tướng các pháp, được vào phần vô lượng pháp tánh, rơi vào trong số thánh nhân. Tu Đà là một, hàm là lại. Người này ở đây chết, sanh lên cõi trời, từ cõi trời còn trở lại cõi dục một lần nữa là được hết các khổ. Ana là chẳng, hàm là lại, ấy là tướng không trở lại. Người này chết ở cõi dục, sanh lên cõi sắc, cõi vô sắc, ở tại đây dứt hết các lộ hoặc, không còn sanh trở lại cõi dục. Hỏi Ana hàm, dứt tại đời này hay tại thân trung ấm, cũng không sanh cõi sắc, cõi vô sắc, cớ sao gọi là Ana hàm? Đáp, Ana hàm phần nhiều sanh trong cõi sắc, cõi vô sắc, còn dứt tại đời này thì ít, vì ít phải theo nhiều. Dứt tại thân trung ấm, cũng từ cõi dục sanh lên cõi sắc, thấy thân sao đáng sợ, liền thủ chứng niết bàn. Vì vậy nên nhân nơi nhiều mà gọi tên A La Hán, vì dứt hết tất cả phiền não nên xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của hết thảy trời rồng quỷ thần. A La Hán có chín hạng: thối pháp, không thối pháp, tử pháp, hộ pháp, trú pháp, thắng tấn pháp, chẳng hoại pháp, tuệ giải thoát, cộng giải thoát A La Hán. Nghĩa của chín hạng này như trước đã nói, và tám bội xà, tám thắng xứ, mười nhất thiết xứ, diệt tận định, vô tránh tam muội nguyện trí là các công đức thù diệu của A La Hán và chứng được vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn, A La Hán giả bỏ thân năm uẩn này không còn trở lại, tiếp nối thọ thân uẩn năm uẩn sau, dứt vĩnh viễn các khổ của thân tâm. Ba đạo quả sau nói như đạo quả đầu. Kinh lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành bố thí theo Bát Nhã Ba La Mật nên phân biệt rằng bố thí như vậy được quả báo lớn, bố thí như vậy được sanh vào dòng lớn Sát Đế Lợi, dòng lớn Bà La Môn, đại gia cư sĩ, bố thí như vậy được sanh cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời 33, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Nhân bố thí ấy được vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô biên không xứ, vô biên thức xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Nhân bố thí ấy có thể phát sanh tám thánh đạo phần. Nhân bố thí ấy có thể chứng được Tu Đà Hoàn đạo cho đến Phật đạo, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát Ma Ha Tát biết thật tướng các pháp, không lấy không bỏ, không có gì phá hoại, hành Bát Nhã Ba La Mật bất khả đắc, đem tầm đại bi trở lại tu phước hạnh, cánh cửa đầu của phước hạnh trước tiên là bố thí. Bố thí thực hành Bát Nhã Ba La Mật, trí tuệ minh lợi, phân biệt phước bố thí, vật thí tuy đồng mà phước đức nhiều ít là tùy tâm hơn kém. Như Xá Lợi Phất lấy một bát cơm dâng Phật, Phật liền đem cho chó mà hỏi Xá Lợi Phất: ông thí cơm cho ta, ta lấy cơm cho chó, ai được phước nhiều? Xá Lợi Phất đáp: như con hiểu nghĩa Phật đáp thì Phật thí cho chó được phước nhiều. Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ tối thượng trong hết thảy người, và Phật phước điền là bậc nhất, mà không bằng thí cho chó là ruộng xấu mà lại được phước nhiều. Vì vậy nên biết phước lớn từ tâm sanh chứ không từ ruộng. Như Xá Lợi Phất gấp ngàn vạn ức chẳng bằng kịp tâm Phật. Hỏi: như ông nói ruộng phước tốt thời được phước nhiều, mà sao Xá Lợi Phất cúng tí cho Phật lại không được phước nhiều? Đáp: ruộng tốt tuy được phước nhiều mà không bằng tâm tốt. Vì cớ sao? Vì tâm là nội chủ, ruộng là vật ngoài. Và có khi phước bố thí cốt ở ruộng phước, như A-la-hán ước nhĩ xưa lấy một cảnh hoa cúng nơi tháp Phật, mà trong 91 kiếp ở cõi trời hưởng lạc, sức phước đức còn lại chứng được A-la-hán. Lại như vua A-dục lúc trẻ nhỏ lấy đất cúng Phật, khi được làm vua cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ,
lại dựng 80.000 tháp tối hậu được đạo. Vật thí rất hèn mà tâm tiểu nhi thanh tịnh và chỉ cho ruộng phước tốt mà được quả báo lớn, nên biết đó là phước lớn từ ruộng tốt xanh. Nếu là phước lớn trên hết thì phải đủ ba việc là tâm, vật thí, ruộng phước đều tốt. Như trong phần đầu của kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, Phật lấy hoa đẹp dài trên 10 phương Phật. Lại nữa, như đem tâm Bát Nhã Ba La Mật mà bố thí vì không chấp trước nên được quả báo lớn. Lại nữa, vì Niết Bàn mà bố thí cũng được quả báo lớn. Vì tâm đại bi, thương độ chúng sanh mà bố thí cũng được quả báo lớn. Lại nữa, quả báo lớn là như trong đây nói, là được sanh vào nhà sát lợi cho đến được thành Phật. Hỏi, tại sao bố thí lại được sanh vào nhà sát lợi cho đến được thành Phật? Đáp, nếu có người nhờ bố thí trì giới thì được giàu sang trong cõi người, cõi trời. Như có người trí tâm bố thí trì giới nên được sanh vào nhà sát lợi. Nhà sát lợi là vua và đại thần. Nếu ưa đắm tinh sắc trí tuệ không não hại chúng sanh mà bố thí trì giới thì sanh vào nhà Bà La Môn. Nếu bố thí trì giới ít mà ưa đắm cái vui thế gian thì sanh vào nhà cư sĩ. Cư sĩ là tiểu nhân mà giàu lớn. Nếu bố thí trì giới thanh tịnh hơn chút ít, chán sợ gia nghiệp, ưa vui nghe pháp, cúng dường người lành thì được sanh cõi trời tứ thiên vương. Vì cớ sao? Vì ở cõi này tâm cầu muốn gì đều có được. Thường thấy ở trong đó các thánh hiền, thiện nhân sanh tâm cúng dường vì gần chỗ tu phước. Nếu bố thí trì giới thanh tịnh cúng dường cha mẹ và bậc tôn quý, tâm muốn cầu hơn nhiều thì được sanh lên cõi trời 33. Nếu bố thí trì giới thanh tịnh và ưa học hỏi tâm ý nhu hòa thì được sanh cõi trời Dạ Ma. Nếu bố thí trì giới thanh tịnh làm cho hai việc này càng cao hơn, ưa vui nghe nhiều phân biệt tốt xấu, ưa vui niết bàn, tâm say đắm công đức thì được sanh cõi trời Đâu Xuất. Nếu bố thí và có thâm tâm trì giới nghe nhiều, ưa vui học vấn, tự lực sinh hoạt thì được sanh cõi trời Hóa Lạc. Nếu khi bố thí trì giới thanh tịnh càng sâu, ưa vui nghe nhiều, tâm quý mình nhiều, không thể tự làm khổ, theo người khác tìm vui thì được sanh cõi trời Hóa Tự Tại. Ở đây người khác suy nghĩ phương tiện siêng năng hóa, làm nữ sắc, nam dục tự tại đoạt lấy cho mình. Ví như người dân tự khổ thân tạo tác, người khác dùng sức mạnh đoạt lấy. Lại nữa, trong khi bố thí do nguyện lực nên sanh cõi trời. Như trong kinh nói, có người tu bố thí chỉ giới chút ít, không biết thiền định. Người ấy nghe có trời tứ thiên vương, tâm thường trí nguyện đến đó. Phật nói người ấy mạng chung được sanh cõi trời tứ thiên vương, chắc có lẽ ấy, cho đến danh trời tha hóa tự tại cũng như vậy. Lại nữa, có người bố thí chỉ giới trong khi tu bố thí tâm được an vui. Nếu thí nhiều thì vui cũng nhiều, suy nghĩ như vậy bỏ năm dục, trừ năm triền cái. Vào sơ thiền cho đến vào cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng cũng như vậy. Nghĩa của bốn thiền, bốn vô xác định như trước đã nói. Lại nữa, có người bố thí cho Phật và đệ tử Phật, theo đó được nghe giảng đạo pháp. Người này nhân sự bố thí đó tâm được nhu nghiến, trí tuệ minh lợi, tức phát sanh tám thánh đạo phần, đứt ba kiết, thân kiến giới cấm thủ nghi, chứng được quả tu đà hoàn cho đến chứng Phật đạo cũng như vậy. Nhân sự bố thí được nghe thuyết pháp ấy, bèn phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác.